Chuyện tình báo Trong chương trình đọc truyện tối ngày hôm nay Mời các bạn cùng đến với tập truyện ngắn Về đề tài an ninh điều tra phá án Từ mang tên Câu thơ trên vạt áo Mời toàn thể các bạn cùng đón nghe anh cán bộ trực ban vẫn ngồi trước bàn tiếp dân mặc dù không còn một người khách nào đến liên hệ giải quyết công việc lúc ấy đã gần giữa trưa rỗi rảnh anh mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một tờ báo và chăm chú đọc các mẫu tin ở trên trang nhất chợt từ phòng tạm giữ phát ra một giọng ngâm nga rẻ rẻ ta đâu dám hưởng xuân đời ta đâu dám ngắm nụ cười gia nhân trời sai ta xuống cõi trần để nhìn trái chín để thân dại khờ để hồn sáng mộng chiều mơ để đêm đêm thức làm thơ tặng người để cầu hạnh phúc cho đời để mai sau chết về trời với tiên anh cán bộ buông tờ báo ngoái cổ nhìn ra phía sau ngẫm nghĩ gì đó anh bước vào hỏi kẻ vừa ngâm mấy câu thơ buồn lắm phải không buồn tiếng đáp trong phòng tạm giữ Thơ của ai mà ngâm nghe đứt ruột vậy? Bài thơ em thuộc từ lúc còn đi học trước ngày giải phóng anh ạ. Anh có nghĩ mai sau chết anh sẽ được về với trời với tiên không? Chắc là không rồi. Vì tiên không thể nào sống chung với một kẻ trộm xe đạp như em. Ý nghĩ hay đấy. Anh cán bộ mỉm cười. Đói bụng không? Cũng đói. Ủa? Pháo ở đâu nổ với anh? Pháo đưa dâu về nhà chồng đó Thôi rồi Thêm một giai nhân đi Hưởng xuân đời Cái lạnh lẽo của phòng tạm giữ Được tăng thêm Sau một tiếng thở dài Anh cán bộ định quay ra Thì cái giọng rẻ rẻ đó Phát ra lời van xin Sư phụ làm ơn Anh không phải là học trò của tôi Đại ca Làm ơn Tôi không thích ai gọi như thế Anh hai, anh hai làm ơn cho em ra ngoài một chút Hoặc bảo em làm cái gì cũng được Ở trong này em thấy cô đơn lạnh lẽo quá Em không dám trốn đâu Mà em trốn làm sao được Với cái chân bị tàn tật này Một chút lưỡng lự Anh cán bộ trực ban mở cửa phòng tạm giữ Sau khi hít thở vài hơi Tay đổi không khí cho khỏe khoắn buồn phổi Gã can phạm lại cất giọng nằn nỉ Anh hai Cho em tắm một chút được không Gần 10 ngày nay em không tắm rồi Người em đầy đất Thấy chẳng nên cắt khe Trước lý do chính đáng của gã Anh cán bộ trực ban chiều ý Gã liền cởi áo Để lộ một dòng chữ xăm trên bà vai trái Hận đời đơn độc Trong đầu xoay quanh những ý nghĩ Trước câu xăm ấy Anh cán bộ công an Lại bắt một điều là lạ Ở phía trong vạt áo kaki Của gã can phạm Mang trước cửa phòng tắm Anh bước đến, nhìn kỹ Tuy màu mực đã phai Nhưng mấy dòng chữ vẫn còn nổi rõ Trên nền vải bạc Sài Gòn ơi Ta đang sống trong ngày mong đêm nhớ Có thấu trăng Tiếng tổn tức Đang dậy trong hồn ta Trại Đồng Tháp Mùa thu 1983 Đi khám phá ra điều gì Anh cán bộ công an mỉm cười trở lại ghế ngồi. Trước đó hai tiếng, gã căn phạm này bị bà con trong khu phố 3 bắt giao cho công an phường 25, quận Tân Bình. Vì tội đột nhập cư xá, trường đại học Bách Qua để trộm xe đạp. Khi dẫn giải gã đến cơ quan công an, một số người lại tỏ ý thương hại, muốn trả tự do cho gã. Vì thấy gã có cái chân quẻ và luôn miệng van xin. Em nghèo, chỉ mới ăn cắp lần đầu thôi. Khi bị công an tra hỏi, gã không chối cãi. Khai tên là Huỳnh Đức, 31 tuổi. Đi ăn trộm vì chân bị thọt, không làm được việc gì khác. Gã không có giấy tờ lận lưng, nên không hiểu cái tên kia gã khai thật hay là khai láo. Thấy gã tàn tật, anh em công an phường đối xử với gã rất nhẹ nhàng. Những lúc này, câu xăm có vẻ giang hồ và mấy dòng chữ trên vạt áo kia đã khiến anh cán bộ trực ban thẩm nghĩ. Gã không phải là tên ăn cắp lần đầu như lời gã khai. Anh hai, xong rồi. Chà, nước ở đây mát quá anh ạ. Các can phạm mở cửa phòng tắm, buông một câu nói nịnh. Anh cán bộ trò chiếc ghế, giọng nhỏ nhẹ bảo gã. Anh mặc áo vào, ra đây. Tôi hỏi chuyện chút. Gã can phạm nghe lời. Khỏe quán rồi chứ, này, câu xăm ở trên vai anh có lịch sử gì? Có ý nghĩa cuộc đời của em. Cha mẹ chết, không anh em, thiếu bạn bè, chưa mảnh tính vất vai. Như vậy, từ trước đến giờ, anh chưa yêu cô gái nào hết. Tôi thấy anh cũng bảnh trai quá mà. Anh cán bộ dẫn gã vào chuyện. Chưa mảnh tình vất vai thì đúng, còn yêu thì đã có yêu rồi. Giọng gã can phạm bỗng trở nên não nề. Nhưng buồn lắm anh hai. Có lẽ trời sinh em ra để nhìn trái chín, để tân dại khờ. Không biết kiếp nào em mới được hưởng xuân đời đây. Gì mà đã lụy dữ vậy? Anh cán bộ công an cố nén tiếng cười trước gương mặt lộ vẻ bi tạm đến méo xẹo của gã. Anh bị người yêu phụ bạc trắng cũng gần đúng như vậy. Gã hít hít mũi như đang xúc động trước một kỷ niệm buồn. Rồi gã kể lại. Cách đây hai năm, gã có quen một cô gái ở cùng xóm. Cô ta đẹp và hấp dẫn, không thua gì diễn viên điện ảnh. Và có giọng ca thu hút không kém các cô ca sĩ nổi danh. Gã tẩm tương trộm nhớ cô gái ấy. Thì đành rồi. Nhưng gã không hiểu vì sao một cô gái kiểu diễm như vậy lại thích một thanh niên tàn tật như gã. Nhiều đêm, gã đến trước bên hiên nhà cô gái để nghe cô đánh đàn và hát những bản nhạc trữ tình. Tuy cô gái chưa mở lời nói tiếng yêu, nhưng qua cách đối xử thân mật với gã khiến gã nghĩ. Cô đã thổ lộ tình cảm với gã qua những lời ca tiếng nhạc đó. Gã cứ sáng mộng chiều mơ, hết thương rồi nhớ. Tiếng hát nụ cười của cô gái cứ lợn vẩn ở trong đầu gã. Nhưng đúng một cái, sau nửa năm vắng mặt, cô gái quay về với người chồng mới cưới. Gã bàng hoàng như kẻ từ trên cung trăng té xuống mặt đất. Sau đó, gã đã hiểu ra, cô gái không phụ bạc gã, mà do gã quá si mê rồi suy luận cô ta yêu mình. Gã đã lầm. Từ đó, gã Ôm mối hận tình Và cứ đêm đêm thức làm thơ tặng người Buồn quá ha Anh cán bộ công an lên tiếng Khi thấy gã kết thúc câu chuyện Nhưng anh có biết Vì sao cô ta không yêu anh không Tại vì em tàn tật Gã can phạm nói Tôi nghĩ Không phải đó là nguyên nhân đâu Anh cán bộ lắc đầu Trên đời này có rất nhiều người lành lặn Lấy người tàn tật chắc nguyên nhân khác nếu vậy anh phải hỏi cô ta anh hỏi em em biết sao mà trả lời gã can phạm tỏ vẻ phật ý và đáp anh cán bộ cố nén nụ cười xong gã can phạm nhìn thấy điều đó nên hỏi anh cười gì anh nghĩ em nói xạo chắc tôi cười thương anh anh công an trả lời vì anh đã đánh mất một người đẹp mà có lẽ khó tìm người thứ hai trên cõi đời này. Anh cán bộ chất nghiêm chỉnh trở lại. Nếu chuyện tình của anh kể là có thật, thì tôi cũng mong anh tỉnh thật trả lời câu hỏi này. Có phải mấy câu thơ anh đọc hồi nãy là do anh sáng tác ở trại Đồng Tháp vào mùa thu năm 1983 không? Gã can phạm biến sắc, gã nhìn xuống vạt áo, sau đó cố tránh đi cái nhìn của anh công an bằng cách đổi tư thế ngồi. Thấy câu rung nhẹ của mình có tác dụng, anh cán bộ đưa bao thuốc đến trước mặt gã can phạm, giọng chậm rãi. Hút thuốc đi, cứ suy nghĩ đi, rồi từ từ nói cũng được. Gã can phạm cố giữ vẻ bình tĩnh. Tội em, em đã khai rõ, anh hai còn muốn điều tra thêm vấn đề gì nữa. Chúng tôi tin anh nói thật, thì anh cũng phải thành thật với chúng tôi Trại Đồng Táp cách thành phố này không xa đâu Chúng tôi có thể đến đó để xác minh lai lịch của anh Anh biết chứ Anh cán bộ công an vẫn nhìn gã can phạm bằng ánh mắt kiên quyết Anh trốn chạy phải không? Dạ, dạ, dạ không, 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 không phải đâu ạ Gã can phạm hoảng hốt Vậy anh nói nói đi Nói một cách thành thật hơn câu chuyện tình lúc nãy. Hai phút, ba phút, rồi năm phút trôi qua. Tên công an vẫn kiên trì chờ đợi. Các can phạm buộc lòng phải chấm dứt màn kịch câm. Anh hai, em... em xin bổ sung lời khai. Em đã bỏ nhà sống lang thang từ năm 12 tuổi. Nuôi miệng bằng nghề ăn trộm. Lần đó em chui nhầm vào nhà một tay trung tá cảnh sát ngụy bị bắt đưa vào khảm trí hòa. Cảnh sát đánh đập, khảo tra em đủ hình thức, kể cả trích điện. Sau 3 năm tù, em được thả với cái chân trái bị tàn phế. Biết không còn lành lợi để đi ăn trộm nữa. Em đổi qua nghề móc túi. Xui xẻo cho em, trong một lần móc túi tên nhà giàu tại chiếc giạp chiếu bóng, em lại bị bắt. Cảnh sát lại đánh em tơi bời. Đánh từ nhà đến cảm trí hòa. Thật hồ sơ thấy em đã có án, họ cho em là kẻ nguy hiểm, bắt ở tù mút chỉ. Sau ngày giải phóng, em được tha. Thấy không có việc gì làm khỏe hơn, là đi trộm cắp. Em lại tiếp tục thói cũ. Em không nhớ đã ăn cơm tù bao nhiêu lần. Năm 1983, em được tha về, và lần này thì bị bắt lại nữa. Các can phạm dừng lại, Xin thêm nếu thuốc. Còn gì nữa không? Tiếp đi. Anh cán bộ công an hất hàm hỏi. Dạ, dạ hết rồi ạ. Các căn phạm nhìn lấm lét. Chưa hết đâu. Anh công an lại hỏi gần. Trong những lần cải tạo về, anh sống ở đâu? Dạ, dạ em lang thang. Những lần trước thì có thể tạm tin được. Anh công an phân tích nhưng từ ngày ở trại đồng Táp về đến ngày bị bắt hôm nay cách xa gần một năm mặc dù anh khai không có gia đình không nơi nương tựa song trong khoảng thời gian đó anh không thể sống lang thang ở lề đường hay công viên hay bến xe được bởi hai lý do thứ nhất Tí tích về quá khứ đè nặng làm tâm lý anh khiến anh sợ rơi vào cuộc truy quét của công an thứ hai anh không thể nào móc túi hay ăn trộm được thường xuyên để nuôi sống mình nữa chắc chắn phải có nơi nào để anh trú chân có đúng vậy không? các can phạm ngồi lặng thinh anh không nói chúng tôi cũng vẫn có đủ điều kiện để xác minh gốc tích của anh đừng nghĩ cách gì đó để đánh lừa chúng tôi uổng công thôi biết không thể che giấu điều gì nữa với người trước mặt gã can phạm dội tắt điếu thuốc tiếp tục kể về hồi ký cuộc đời của mình trong thời gian ở trại cải tạo đồng tháp em có quen trần văn dần nhà hắn ở quận tân bình dần đã 45 tuổi trong đó có hơn 15 tuổi tù hắn là tay tảo khấu loại đàn anh nên những đứa cùng đẳng cấp với em đã tôn hắn là lão luyện tiền bối trong một lần đi làm dãy, dần hỏi em Trở về mày kiếm nghề khác Hay vẫn theo nghề cũ Em nói Biết là nghề gì bây giờ Chuyên môn thì không Chữ nghĩa thì biết bị bà bị bõm Như đá liệu xuống ao Dần nói Thế tao có đội mùa sống dậy Cũng không thể nào Bảo tao bỏ được cái nghề này Tao nói thật Không có nghề gì sướng bằng Nghề trôm trẻ hết Cuộc sống theo tao nghĩ Ta một phút huy hoàng rồi chợt tắt Còn hơn buồn le lói Suốt trăm năm Đời tao huy hoàng cũng nhiều Nhưng chợt tắt cũng nhiều rồi Một phần ba tuổi đời Sống trong những bức tường tăm tối Và những hàng rào kẽm gai Mày thấy trên đời này Có ai hơn tao không Kể cả những thằng quái trêu của thành phố Nếu Victor Hugo có còn sống Nghe tao kể lại cuộc đời chắc chắn ông ta sẽ sáng tác được một tác phẩm còn hay hơn những người khốn khổ của ông ta nhiều khảm chí hòa trước đây và trại cải tạo bây giờ chẳng qua chỉ là nơi để tao có thời gian nghỉ ngơi suy ngẫm lại cuộc đời mà càng suy ngẫm tao càng tế đời chẳng là cái cóc mẹ gì hết người ta sống rồi chết đó sao chẳng là một cuộc sống cho sướng thân khi chui xuống ba tấc đất Em tỉnh nghĩ khác hẳn. Tôi đã ngán đi lưu đẩy quá rồi. Mới ba chục tuổi đầu mà đã bảy tám lần vào tù vô khảm. Về lần này tôi sẽ bỏ nghề. Đi lượm rác hay bao ni lông gì đó sống qua ngày cũng được. Chỉ có cách đó mới thoát khỏi cảnh tăm tối. Dần bật cười. Thằng bạn trẻ, chết lý sống đó mày học được ở thằng nào đấy? Mày sợ rồi à? thấy câu xăm ở trên vai mày tao tưởng mày là thằng chịu chơi ai rẻ nói chưa hết câu dần bạch áo cho thấy câu xăm ở trên bả vai hắn thượng đế hỡi bao giờ con an giấc nghìn thu xong hắn lại tiếp chỉ chừng nào yên giấc nghìn thu tao mới hết phiền bọn công an cảnh sát đừng sợ thằng bạn trẻ mày muốn lo cho tương lai đó à lượm rác và lượm bao ni lông có đủ tiền để mày xây một căn nhà không có đủ tiền để đi với em không có đưa mày lên đỉnh của cuộc sống không đừng mơ mộng hão huyền em ạ à. hãy nghe lời tao ta một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm tới em không nói hắn trầm trọng tao tưởng bảy tám lần vào tù ra khảm đã rèn luyện cho mày thành đứa khôn ngoan cứng cựa hơn không dè mày lại yếu hẹn như vậy em nói không thể cứng cựa hơn được với cái chân què này dần lại cười hô hố mày đang mặc cảm nghĩ mình là con gà què và chịu cho số phận ăn quanh quẩn ở cối say chứ gì thôi chừng nào về mày theo tao hợp tác làm ăn có gì chờ ngại tao giúp cho chịu không Tế tính khí ngang tàn của hắn em cũng hơi ngắn sau nghĩ lại chẳng lẽ cứ sống lang thang ở ngoài phố cứ để mưa nắng vùi dập cái thân xác lượm rác và bao ni lông một ngày thu được mấy đồng sao chẳng nhân cơ hội này mà bám vào hắn mà nương tựa nên em đã đồng ý năm một nghìn chín trăm tám Em và Dần được tha về cùng ngày. Dần đưa em vào nhà hắn, chuyển thêm nghề mở ổ khóa và cùng nhau tiếp tục đi trồng trìa. Làm ăn chung với Dần, em mới biết hắn ta không bao giờ nghĩ đến món lợi như em. Hắn từng trìa những chiếc Honda mới có hoặc hùn hạp buôn bán hàng lậu. Còn em, vì chỉ còn một chân, nên em không thể đẩy được xe Honda đành phải tiếp tục trôm xe đạp hoặc móc túi. Nhờ học được cách mở ổ quá của hắn, nên em đã đánh cắp được nhiều xe hơn. Nhưng dần đâu phải là người tốt với đàn em. Của trôm được đem về. Của em thì hắn chia tiền theo công sức 73 hoặc 64. Còn số lớn, lúc nào hắn cũng bảo là của hắn. Thì hắn chỉ cho em một số ít gọi là tiền cà phê. Ngoài việc ấy, hắn còn bắt em trả tiền gạo, tiền xà bông, tiền nước, tiền điện. Cho hắn như kẻ ở thuê. Mặc dù mang tiếng hợp tác với hắn, của cải đem về chia nhau nhiều hơn. Xong em cũng chỉ đủ sống qua ngày, không dư giả được chút gì. Ở cả năm với hắn, em chỉ tên được một thứ. Là biết rất nhiều tiệm massage và ổ tiếm. Hầu như ngày nào hắn cũng rủ em đến những nơi đó. Trong đám bộ hạ của dân hiện nay, có tên Minh Lai, cũng là tên ở trại cải tạo về cho dân móc nối hợp tác làm ăn, chuyên mua bán áp viện, tiêu thụ xe gian. Trước lúc em bị bắt vào đây, trong nhà tên dần còn đang giấu một xe Honda nữ. Nhà tên Minh Lai thì có một chiếc Honda nam và nửa ký á viện chưa tiêu thụ kịp. Kể đến đây, Gã can phạm nhìn anh cán bộ công an Anh nói tên dân Tưởng đến các ổ điếm Và tiệm massage Trong số đó hắn thích nơi nào nhất Anh cán bộ công an hỏi tiếp Suy nghĩ một lúc Gã can phạm đáp Ổ điếm thì không nhất định Còn massage Thì hắn thường đến hai tiệm Nắng hồng ở quận 5 Và mộng mơ ở quận nhất Vì hai tiệm này Có hai con ghệ của hắn tiệm đắng hồng con thư mắt tím còn tiệm còn lại là con nguyệt xì ton lấy viết ghi lại những chi tiết cần thiết xong anh cán bộ chìa cho gã can phạm thêm điếu thuốc còn gì nữa không dạ còn gã can phạm vuốt vuốt mái tóc em em còn một mối tình nữa lâu lắm rồi em không nói với ai hôm nay em muốn tâm sự với anh luôn cho vui thôi để khi khác anh cán bộ công an cười nhạt đỡ buồn rồi phải không chờ vào đó nằm ngâm thơ nữa đi một lát cơm chín tôi mang cho ăn ngập ngừng một lúc gã can phạm chia tay anh cho em thêm vài điếu thuốc sơ cua đi em nghiền quá nhận ba điếu thuốc xong gã nói tiếp anh cho anh cho em mượn hộp quẹt luôn trong đó không có lửa anh công án lắc đầu thuốc thì được hộp quẹt thì không lúc nào muốn hút thì gọi tôi tôi đem quẹt đến cho lại ngập ngừng một lát gã can phạm cười lấy lòng dạ xin lỗi anh tên chi anh hỏi làm gì anh chơi đẹp quá em hỏi tên để nhớ tôi để sau này còn dịp gặp anh thôi anh cán bộ công an cười mỉm Anh hãy nhớ cô bồ gì đẹp Như diễn viên đó Cô ta hấp dẫn và dễ thương hơn tôi nhiều Đưa các can phạm trở vào phòng tạm giữ Huỳnh Văn Nam Tên anh cán bộ trực ban Bước đến bên cửa sổ Nhìn cảnh sinh hoạt trong con hẹp Với những ý nghĩ Nảy sinh ở trong đầu Anh tự nhủ Nếu không nhờ sự mềm mọc của anh đối với gã can phạm dẫn đến chuyện gã mạnh dạn xin đi tắm và để lộ hai câu thơ trên vạt áo thì khó có thể xác định được quá trình phạm tội của gã đồng thời khám phá thêm bọn người đang sống ngoài vòng pháp luật nếu đúng như lời gã khai báo thì băng tội phạm kia hết sức nguy hiểm và tên dần là kẻ cầm đầu có thừa những thủ đoạn xảo quyệt cái suy nghĩ một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm vốn đã ăn sâu vào tiềm thức cộng với nhiều năm ăn cơm tù đã biến dần thành con chó hoang bất trị cố tình tác động về lối sống bất lương và đi móc giáp những kẻ từng phạm tội để về cùng hợp tác làm ăn là một hành động càng chứng tỏ dần luôn luôn muốn lao theo con đường tội lỗi trên thực tế cải tạo lao động là một biện pháp nhằm giúp đỡ những con người lầm lỗi có điều kiện sửa mình và nhiều người đã trở thành lương thiện hoặc sống có ích sau khi rời khỏi trại tuy nhiên cũng có một số người do bản chất xấu xa cấp hèn đã coi việc đi cải tạo lao động là để có thời gian nghỉ ngơi toàn tính những thủ đoạn những mánh khóe mới và sau đó lại tiếp tục phạm pháp. Trong số này có tên dần. Nếu ý thức hắn luôn le lói trước những ảo giác. Như vậy thì chính hắn đã tự biến mình thành con thiêu thân. Ngày đêm hôm đó, công an phường 25 quận Tân Bình tổ chức đi lượm tên dần và bộ hạ của hắn. Quả thật, dần đã không hộ với tục xanh lão luyện tiền bối không biết hắn đánh hơi tên tọt chân bị bắt từ lúc nào mà đã cao chạy xa bay hỏi tên minh lai thì tên này cũng không biết dần trốn nơi đâu và còn nguyên rủa tên đàn anh mẹ nó nó biết thằng tọt chân bị bắt mà nó chẳng cho ai hay chỉ chuẩn êm một mình tiền đem về nó chia không sót một đồng lúc nguy hiểm thì thằng chó chết chưa vắng vẻ, tiệm massage nắng hồng cũng vơi đi cảnh nhộn nhịp. Từ những chiếc giường treo dọc trên hai vách là hình ảnh các cô gái phục vụ đang nằm dài trên những chiếc ghế được bật hết mức ra phía sau. Có cô mắt đang nhắm nghiền và đôi môi sơn đỏ thỉnh thoảng lại nhấp nháy nụ cười như đang bắt gặp một hình ảnh đẹp ở trong giấc mơ. Có cô mắt cứ liêm diêm làm đôi mi dài cong vút luôn luôn lay động như đang băn khoăn lo nghĩ chuyện gì chiếc quả trần cũ kỹ quay xoành xoạch ở trên trần nhà chốc trông lại phát ra những tiếng rột rẹt rột rẹt như một phá tan bầu không khí yên lặng trên chiếc ghế kê sát buồn rửa tay nơi cuối phòng dần cũng nằm nhắm mắt im lặng mặc cho cô gái ngồi cạnh luôn tay xoa nắn khắp người hắn là một tên có tính ba hoa và thái độ luôn giảm sỡ. Vậy mà hôm nay, hắn lại nằm im. Thật là một điểm hiếm thấy trong những lần hắn đặt chân đến nơi này. Cô gái tắc mắc điều đó. Nhiều lần buột miệng hỏi hắn, nhưng hắn không nói. Cô đâu biết rằng, hôm nay, hắn đến là do thói quen nhiều hơn là sự thích thú. Và trong sự nín lặng đó, đầu óc hắn đang quay cuồng trước biết bảo ý nghĩ. Mười ngày qua, hắn sống trong tình trạng căng thẳng thần kinh. Thằng đệ tử tọt chân ra đi không về, đã báo hiệu cho hắn một nguy cơ. Cần phải nhanh chân chạy trốn. Theo quy ước do hắn đề ra với bọn đàn em. Trong ngày, dù có len lỏi làm ăn ở đâu, tất cả đều phải trở về trình diện tại nhà hắn trong giờ cơm trưa và giờ cơm chiều. Nếu đứa nào vắng mặt trong hai thời điểm đó thì coi như đã bị bắt. Còn gặp trường hợp ngoại lệ thì phải tìm cách thông báo cho hắn. Hắn nghĩ ra biện pháp này cũng chỉ vì đã nhiều lần xa lưới do không biết đồng bọn đã bị bắt. Hiểu được điều đó nên lần này cả bọn đứa nào cũng đều răm rắp tuân theo. Trưa thứ bảy hôm đó quá bữa cơm đến hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy tàng tọt chân về. Hắn liền gọi vợ dặn dò vài câu rồi cuốn gói ra khỏi nhà hắn biết trong lúc còn cộng tác làm ăn dù có san sẻ vật chất hay tình cảm thế nào khi xa cơ thằng bị bắt dù sớm hay muộn chắc chắn cũng sẽ khai sạch bách chỉ trừ trường hợp do công an sơ hở gì đó hoặc không có đủ bằng chứng quả tăng để buộc tội đối với thằng đệ tử thọt chân hắn càng tin điều đó sẽ xảy ra vì trong một năm cộng tác làm ăn hắn đã chơi trên cơ thằng đó quá nhiều vừa bước chân ra khỏi nhà hắn liền nghĩ ngay đến hải đầu lân một đứa đàn em vốn được hắn ban cho nhiều ơn huệ trong những năm táp tùng theo hắn làm ăn trong thời gian hắn bị bắt đi cải tạo ở trại đồng táp hải đầu lân muốn yên thân nên đã mua một chiếc xe lam đi chở hàng hóa thuê. Hắn tin rằng Hải Đầu Lân sẽ nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ mà che chở cho hắn trong lúc gặp nguy khốn. Và quả thật, ý nghĩ đã không đánh lừa hắn. Qua một đêm tạm yên thân tại nhà Hải Đầu Lân, sáng hôm sau hắn lại nghĩ ngay đến nước cờ sắp tới. Tại quán cà phê, hắn hỏi Hải. Ta muốn chú tại nhà mày một thời gian để lánh bọn công an. Mày nghĩ thế nào? Em lúc nào cũng hết mình với đại ca. Mặc dù ngày nay em đã bỏ nghề, nhưng ở đây thì phải cẩn thận. Cẩn thận gì? Dễ bị lộ lắm. Hải đấu lân nói, tại công an đường phố cứ thường xuyên lảng vảng ở khu này. Còn mấy lão tổ trưởng, tổ phó an ninh thì làm việc cũng rất tích cực hắn biết lời hà đầu lân là sự thật nên cũng lo lắng trong khi nhà em chỉ có một cửa ra vào có chuyện gì thì có chuẩn lắm hà đầu lân nhìn tặng hắn và nói thêm thằng công an đường phố thì tao không sợ hắn bộc lộ nỗi lo lắng vì dù nó sốt sắng cách mấy cũng không thể có mặt ở dưới địa bàn được nó còn nhiều công việc khác Và lại ban ngày có thể tao không ở đây Điều tao lo Là lão tổ phó an ninh Lão ở sát bên nách Động tĩnh gì cũng khó qua mặt lão Chuyện gì mà lão biết Là thằng công an được phố biết Mỗi đêm Lão có đi kiểm tra việc đăng ký tạm trú không? Có Hải Đấu lân đáp ngay Đấy Lại thêm rắc rối đấy Hắn càng băn khoăn Nhưng vốn là một tay lão luyện hắn nào dễ chịu tua liền hỏi hài mày ở gần lão trong thói quen sinh hoạt mày thấy lão thích gì ông tòa khoái cờ tướng lắm và hình như cũng hay nhậu nữa biết nhậu hả à? hắn mừng rỡ hay lắm này chiều nay mày mời lão đi nhậu đi hỏi lão thích ở chỗ nào cứ đưa đến đó chi phí bao nhiêu ta cũng chơi đẹp hết tao biết đối với dân thích nhậu dù chuyện rắc rối đến đâu Qua một chầu là xong xuôi hết Lão rất có tính Hải e rè, Không sao Hắn tin tưởng nhận định của mình Cứ làm đi Tao bảo đảm Chiều hôm đó Tại quán lầu dê ba dâu Trên đường Lý Tường Kiệt Bên chiếc bàn kề chỗ kín đáo Ông tổ phó an ninh Được hắn và Hải tiếp đãi nồng hậu không biết Hải nói ông ta khó tính về vấn đề gì Nhưng trong bàn nhậu Hắn thấy ông già 55 tuổi này Nói chuyện rất cởi mở Qua vài sự rượu thuốc Hải đầu lân mới nói cho ông ta biết Lý do của bữa nhậu Không giấu gì bác Đây là chú bà con của tôi Ở dưới quê mới lên chơi Hải đầu lân vỗ nhẹ vài gã Tỏ ý thân mật Nghe bác thích cái món này Chắc rằng ngon, nên chú tôi cũng đi ăn thử xem sao. Hải Đầu Lân quay sang, nhào mắt. Lâu rồi ở đây ăn được chứ chú? Ngon quá. Hắn quay ra tải đóng kịch. Món này nhậu với rượu thuốc là bắt quá chứ còn gì nữa. Bác Tổ Phó coi bộ cũng dành món nhậu Sài Gòn dữ à? Dành gì chú em? Món này ở trên này bây giờ bán đại trái mà đi đâu cũng thấy nhưng có lẽ chỗ này ăn vừa miệng nhất chưa dứt câu ông tổ phó an ninh cầm ly rượu uống cạn sau đó giọng chợt nặng đi thôi nghe uống bao nhiêu đủ rồi tôi thấy đã đã rồi đó uống nữa tiêu luôn à tiêu gì bác mới có năm xị hai đầu lân cười đắc ý đoạn gọi người chạy bàn thêm hai xị nữa em tôi uống ghèn cho vui Chứ uống mấy chú không nổi đâu ông tổ phó gật gù ép ông tổ phó an ninh uống thêm một ly hải đầu lân tiếp tục nội dung muốn được giải quyết chú của cháu lên đây chơi lỡ quên mang theo giấy tờ bác thông cảm chú ở một thời gian thôi khỏi phải ghi vào sổ đăng ký tạm chú cháu biết việc đó là nguyên tắc nhà nước nhưng chợ lối xóm bác cũng xí xóa cho một chút đâu được ông tổ phó xua tay trong khi mắt nhắm mắt mở mỗi tối tôi đều phải đem sổ đi báo cáo cho cậu công an đường phố lỡ cậu ấy kiểm tra có phát hiện người lạm mặt mà không khai báo thì kẹt cho tôi lắm hải Đấu lân lại rót rượu mời ông tổ phó giọng vuốt vẻ thực tế chuyện này đâu có gì đâu bác chỗ lối xóm lâu lâu mới nhờ bác có một lần bác cháu mình còn sống và nhậu với nhau dài dài nữa mà để ông tổ phó uống xong ly rượu hải đầu lân nói tiếp bác cứ yên tâm ban ngày chú của cháu ở nhà bác con chỉ tối mới về nhà cháu ngủ thôi bác không nói thì anh công an đường phố biết gì mà giày ra dà hắn liền tiếp sức đưa đàn em bằng cách gắn lên môi ông tổ phó một điếu thuốc. Hút đi bác. Thuốc gì vậy? Ông tổ phó nhờn nhợt mắt. Dạ ba số năm. Hút đi cho tỉnh bác. Hắn bật lửa cho ông tổ phó một thuốc. Ba số năm à? Bác quá mua làm chi? Mà hút cũng gần hết một gói rồi. Thế ông tổ phó đã lừa nhừ hải đầu lân tấn công tiếp được không bác chuyện quá dễ dàng mà bác sáng mai bác cháu mình còn đi uống cà phê ông tổ phó an ninh lúc lắc cái đầu khoát tay tuyên bố không phải tôi làm có làm dễ gì đâu đó là nguyên tắc mà nguyên tắc thì xả láng luôn ở bao lâu cũng được hắn và đứa đàn em thở vào nhìn nhau nở nụ cười tỏa mãn Tuy đã có hơi ẩn tân, nhưng hắn vẫn không sao yên bụng. Hắn lo cho chuyện làm ăn của hắn sẽ gặp khó khăn. Nếu như ngày ngày qua ngày, cứ phải sống trôi rúc như con chuột, số tiền hắn mang theo tuy chưa sức mẻ bao nhiêu, nhưng chẳng lẽ cứ để cho nó mòn dần, và không có gì bù đắp lại. Hắn không bao giờ muốn tiền của rời khỏi tay hắn, dù đó là tiền do ăn cướp của kẻ khác một đồng thì ít nhất phải có hai đồng vào đó là nguyên tắc sống mà hắn đã trung thành suốt mấy chục năm theo con đường phạm pháp anh massage gội đầu để em đánh thức nhỏ tùy dương dậy làm cho anh nghe cứ để cho cô ấy ngủ tôi nằm nghỉ một lát làm cũng được tiếng đối đáp của cô gái đang phục vụ dần và người khách nào đó mới đến làm dần phải bỏ lửng dòng suy nghĩ. Hắn mở mắt liếc sang người nằm trên chiếc ghế bên cạnh mình. Nhưng hắn không nhìn được người đó vì tờ báo cố tình cầm nghiêng đã che khuất mặt anh ta. Hắn trồm dậy nhìn vào gương. Nhưng người cách mới đến đã nhanh tay mở rộng tờ báo ra như cố ý tránh sự tò mò của hắn. Trột dạ dần quay sang cô gái phục vụ. Tính tiền đi em. Anh về sao? Ghét ghê Cô gái chớp chớp đôi mi Vẽ chỉ màu tím Giọng giận dỗi Các tuần này trốn đâu mất tiệt Mới đến ngồi được một lát Giờ đã đòi về rồi Bộ tối nay không rủ em đi chơi sao Bữa khác đi tư Anh có chuyện gấp Dần vừa nói Vừa liếc sang người bên cạnh Nằm xuống đi Thông thả đợi em một chút Cô gái ấn vai giật xuống ghế Rồi bước vào nhà sau Đến lúc này người khách mới đến Liền gặp tờ báo lại Quay sang dần nhỏ giọng Anh có nghĩ trước khi ăn giấc nghiền tu Anh lại phải vô tú không? Dần giật mình Định ngồi nhổm dậy Thì cánh tay rắn chắc của người khách lạ Đã nhanh như một tia chớp Ấn mạnh lên ngực hắn Buộc hắn phải nằm im Xong người khách lạ rụt tay lại mỉm cười nói với hắn: lão luyện tiền bối hạ, chúng tôi đợi anh suốt các tuần này, anh không nên chống cự vô ích, anh nên theo chúng tôi trong sự im lặng hay ồn ào. dần thấy người mềm nhũn ra, biết có chối cãi hay phản ứng cũng bằng tờ. hắn đạch đáp yên lặng, ngồi dậy, người khách lạ ra lệnh, cô gái bước ra. Chưa kịp nói câu gì Thì dần đã ấn vào tay cô ta Ba tờ giấy một trăm đồng Giọng buồn bã Anh đi Anh đi đâu Cô gái tròn mắt Hắn không đáp lẩm lũi bước đi Cô gái sẽ biết hắn đi đâu Nếu như cô ta biết được Người thanh niên mới đến kia Làm việc ở công an Phường 25, quận Tân Bình Các bạn vừa nghe xong một chuyện ngắn về đề tài an ninh điều tra phá án. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. ban biên tập kênh truyện tình báo xin chúc toàn thể khán giả của kênh một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình phát sóng 20 giờ tối hàng ngày trên kênh.